Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042, với sự góp mặt của danh ca Y Phương, Ngọc Vi, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Cùng sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phục Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thu Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson H. Lee, Accounting Tax and Payroll Service, Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-0675, Minh Thúy 703-485-6392.